Ồ, được một con anh ơi. Được một con, mà con này có Có một càng thôi. một càng mà em xây bên kia quay. Con có một càng mà quay. Tém luôn đi em ơi. Em con đi, con cua này cũng rất là chắc à. Đường nào thì nó cũng là con cua y tứ rồi. Ý là con cua sô. Một càng thành cua vạc này. Được con mà có một càng, được hai càng là mừng rồi. Hai càng được y tứ cũng giác giác được em. Bữa nay mình chơi một cái bóng. Sáng em đặt lời nhiều không? Sáng em đặt cũng bụng bộn á. Nó dính đều đều thì mình cũng ngon. Hết mời. Nay chơi toàn ngồi cá bóng em. Cá bóng với cá, có cá phi lộn đó anh. Này gặp có con cá chét đặt nhảy. Tôi nhất cái cho em mừng cái coi. Có tinh thần coi. Ồ, kỳ vậy. Chết quất nè. Chết quất rồi, anh coi thấy cái lỗ không? Ôi, gắt cỡ đó em Cái ơi. nào? Cái đó chắc bỏ anh trên luôn đi. Cái này mình cuốn luôn cho vừa lên đây. Cuốn đi. Cái lỗ này con cua nó kẹp nó ra nè. Rồi em gấp lại bỏ anh trên đi. Trời, cái lỗ gắt. Sáng cua này chắc bự lắm á. Trời ơi. Hết mồi không à anh ơi. Mày chết quát rồi. Quát rồi. Cái đầu tiên thấy bộ hơi ngon ngon mà có con cua vạc nữa cũng như không. Con nào nó tới số thì nó vô gặp ha. Mới được có con cua nó trốn đây. Không gì đây. Nay chiều nay bộ tình hình này xấu rồi. Tình hình này chiều nay hai chồng mình không xong rồi anh ơi. Kể cũng như bây giờ mình đi dính không dính vậy mình coi đi là mình đi móc ngồi gặp đi. Trời ơi.
cái tiếp tục không dính. Ngày bữa nó dính thì dính tới mê luôn. Hay làm như mình thăm trễ nè. Anh dục đại trên cạn này cũng được anh. Hết mồi. Cái là nó im cái đó nè. Gì đâu à. Im vậy mà nó còn không dính nữa, nó hết mồi nó chung ra mất tiêu. Chắc cô con nó ăn hết mồi nó ra nè. Dính được một con. Dính con này cũng đâu có bắt được con em. Con mà con em bé nữa. Nhỏ quá mình thả luôn đi em. Dính được con cũng mừng. Ồ nó chen ra luôn à, nó chen ra hay không? Em dở lên giống nó ra được lắm. Không được không được, cua này nó hơi bự hơn lỗ lưới. Con mừng mừng mà rốt cuộc không bắt được. Coi nó quào gông, một đống gông vô trong cái hôm kìa. Hết mồi ăn rồi nó kẹp, nó quào thí vô. Rồi khúc này có mà bắt đầu cua con nè ha. Một em một cua con. Cho nó chung ra nè, anh nó kiếm hướng đừng nó chung ra rồi nó chung đổ lọt đâu. Dễ vậy cua này dễ gì lọt. Đó, nó có dính rồi đó mà đầu nó dính cua con rồi đó. Thả lại con nước sau nó lọt cái nữa là mình bắt được y tứ mình bán. Nước sau là cua mình là ấm gần luôn á. Ô khúc này cái nào ra luôn hả? Hay dữ vậy? Ra luôn rồi. Cua này nó nhỏ quá. Lúc nó không dính thì nó không dính, lúc nó dính liền phát ha. Nó cũng dính liền liền vậy mà cua nó nhỏ quá mình nó không bắt được thôi. Trong đây đi. Để ngoài đi để nó dính chà. Rồi cái tiếng này là em gướng lên cái gập rồi. Ồ cái này không dính. Ăn còn cái sọ không à, cái xương.
Nãy giờ mình mới dính con đây con có một càng. Thăm gần hết gần gặp rồi mà. Có cái gặp này nó đừng có gắt, chắc dính cua này chắc bự lắm. Còn cái này là cái cuối cùng đúng không em? Cái này cái cuối cùng ăn quệ ăn con khu dạch coi. Nhờ cứu chót coi. Nhờ cứu chót coi. Ồ, cũng được ăn quệ cho em đó. Em dở xích ra đi, con cua này nó chèn ra in rồi. Đó, đó, nó chèn ra. Con cua đó nó già cháy luôn anh ơi. Cua đó già tới già. Cũng ăn quệ được con hả? Ăn quệ được con đó. Vậy là kết thúc cái dàn gặp này à. Mình được chỉ có một con cua duy nhất à. Với một cái lờ gách ha. Với một cái lờ gách. Cái lờ đó cũng riêng con cua nữa. Rồi mình gặp lại đi bây giờ. Rồi hai chồng mình chia thất thu hoàn toàn luôn rồi. Thất thủ rồi.